Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Kim Phượng, sinh năm 1985, trú tại xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi buôn lậu. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, thì từ ngày 4 tháng 11 năm 2019 đến ngày 7 tháng 11 năm 2019, công ty Toàn Cầu có địa chỉ tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, do Vũ Thị Kim Phượng làm giám đốc, đã khai báo trên hệ thống hải quan điện tử, hai tờ khai hải quan điện tử, để nhập khẩu 20.000 thùng nước giải khát loại 24 lon một thùng. Sau đó, Phượng đã nhờ một người tên An thuê ba ghe đi từ Việt Nam đến cửa khẩu Trai Thơm thuộc tỉnh Cần Tran, Vương quốc Campuchia, để chở số nước giải khát trên về Việt Nam. Đến ngày 9 tháng 11 năm 2019, ba ghe trên vận chuyển số nước giải khát về đến khu vực giám sát đường sông của Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang neo đậu, chờ làm thủ tục nhập khẩu. Tiến hành kiểm tra thực tế, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phát hiện số hàng hóa trên 3 phương tiện không đúng như khai báo ban đầu. Ước tính tổng giá trị hàng hóa gần 8,7 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Vũ Thị Kim Phượng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số nước giải khát chênh lệch so với khai báo ban đầu. Đến ngày 21 tháng 2 năm 2020, Cục Hải quan tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến công ty Toàn Cầu. Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền.